Xin chào các bạn đến với kênh Sương Dòng Channel. Các bạn hãy click đăng ký và bấm chuông để theo dõi những clip mới nhất của chúng tôi về tiểu sử diễn viên ca sĩ Hồng Kông, phim TVB mới nhất dành cho các fan TVB nhé. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về nam diễn viên TVB một thời Mã Đức Chung trong phim TVB Mạnh Lệ Quân, năm 2002, Bao La Vùng Trời 2003, Phi Hổ 2 năm 2014, Đội Cứu Hộ Sinh Tử năm 2018. Các bạn nhớ bấm like và chia sẻ để ủng hộ kênh Sương Dòng Channel nhé. Chưa xong mà, còn nhiều nơi em cần phải đi. Anh còn nhiều điều muốn nói với em. Bữa cơm cuối của mình còn chưa ăn mà. Anh nói em còn phải vượt qua được. Mã Đức Chung tên tiếng Anh, Joe Ma, sinh ngày 27 tháng 6 năm 1968 là nam tài tử quen thuộc với khán giả Việt Nam qua những bộ phim truyền hình đình đám như Phi Hổ, Bao La Vùng Trời, Sóng Gió Khách Sạn. Ít ai biết anh có xuất thân là một cảnh sát, sau đó mới lớn sân làm người mẫu, đóng phim. Hiện tại ở độ tuổi 50, Mã Đức Chung vẫn giữ phong độ khi được đánh giá là diễn xuất ổn định, ngoại hình điển trai, cùng chiều cao 1,85m ấn tượng. Thậm chí, nhiều khán giả còn khen ngợi anh sở hữu thân hình chuẩn mực và thần thái trẻ trung hơn nhiều so với tuổi. Chưa dừng lại ở đó, phong cách thời trang thường ngày đơn giản nhưng lịch lãm càng giúp ngôi sao ghi điểm trong mắt công chúng. Sở hữu cả ngoại hình và tài năng nổi trội, song Mã Đức Chung không gặt hái nhiều thành tựu trong sự nghiệp vì lắm tài nhiều tật. Anh rất tai tiếng trong giới diễn viên Hồng Kông vì thói trăng hoa, nhưng vẫn duy trì được quan hệ hôn nhân suốt 18 năm qua. Anh và đồng nghiệp Trần Hạo Dân từng gây ồn ào showbiz Hồng Kông năm 2011 vì sàm sỡ người mẫu 19 tuổi Trần Gia Hằng. Tuy nhiên, khi vừa được nạn nhân và người đại diện tuyên bố tha thứ không truy cứu hành động này, nam tài tử tiếp tục không kiểm soát bản thân, uống rượu say rồi trèo kéo gái ba ngay trên phố. Cùng năm đó, cái tên Mã Đức Chung một lần nữa chịu chỉ trích vì lộ ảnh ngoại tình, thân mật ngay trên giường với một cô gái lạ. Năm 2006, ngôi vị nam diễn viên chính xuất sắc TVB vốn định dành cho anh, với một mình 4 vai trong Phụng Hoàng Lâu. Tuy nhiên cận kề đêm trao giải, nam diễn viên họ Mã vướng vào lùm xùm cặp kè một phụ nữ lạ mặt trong quán bar, nên đánh mất giải thưởng danh giá. Tài tử Mã Đức Chung lên ngôi thị đế TVB sau nhiều lần lỡ hẹn. Tối ngày 16 tháng 12, lễ trao giải thường niên TVB 2018, TVB Anniversary Awards 2018 đánh dấu việc Mã Đức Chung nhận danh hiệu được mong chờ nhất là thị đế. Gắn bó với nghiệp diễn xuất kéo dài suốt 27 năm, ngôi sao Bao La Vùng Trời đã rất vui mừng khi giành được giải thị đế. Trong bài phát biểu nhận giải, nam diễn viên 50 tuổi cho biết, tôi thật sự rất vui khi lần đầu tiên giành được giải thưởng này. Sau những cay đắng đã trải qua, bây giờ tôi mới cảm nhận được trái ngọt. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đến đài TVB và những thành viên trong đoàn làm phim. Nếu không có sự góp sức của họ sẽ chẳng có thành công của Đội Cứu Hộ Sinh Tử, càng không có thành công của vai diễn Mạch Tại Điền do tôi đảm nhiệm. Tài tử sinh năm 1968 nhấn mạnh. Cuối cùng, Mã Đức Chung kết thúc bằng lời cảm ơn gửi đến vợ và con trai, đồng thời thừa nhận bà xã của mình không dễ dàng khi có một người chồng là diễn viên. Ngoài ra, bộ phim Đội Cứu Hộ Sinh Tử cũng vừa nhận thêm giải phim truyền hình xuất sắc nhất. Người cũng cần uống mấy trà được. Khoác Trân có chuẩn bị thêm một phần, đợi chàng rửa mặt thay đồ xong, chúng ta sẽ cùng đem qua thịnh ăn với hai ông bà. Mã Đức Chung tham gia bộ phim truyền hình Mạnh Lệ Quân năm 2002, phim gồm 32 tập do TVB sản xuất. Mã Đức Chung trong vai Bột Nhi chỉ cần Thiết Mộc Nhĩ hay còn gọi là Thiết Đầu, Nguyên Thành Tông, Thiết Mộc Nhĩ, Thiết Công Tử. Thiết Mộc Nhĩ là nguyên triều Hoàng Thái Tử. Sau đó Thiết Mộc Nhĩ lên ngôi hoàng đế với tư cách là cháu trai của đại hãn Hốt Tất Liệt. Thiết Mộc Nhĩ là con trai của Chân Kim và là chồng của Khoác Trân. Thiết Mộc Nhĩ về tính cách, anh khôi ngô tuấn tú, vừa dân công vừa quân tử. Vì sinh ra trong hoàng tộc Mông Cổ nên anh lớn lên thuận lợi, có hoài bão lớn từ khi còn nhỏ và luôn tự tin vào tương lai. Về tình duyên, Thiết Mộc Nhĩ rất thích Mạnh Lệ Quân, dù biết rằng là hoàng đế nhà Nguyên, rất khó cưới một người phụ nữ Hán làm vợ lẽ, lại còn muốn vừa có mỹ nữ vừa có sắc đẹp nên trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Thiết Mộc Nhĩ là cháu trai của Hốt Tất Liệt, tổ tiên của nhà Nguyên, Chân Kim là cha của anh vốn là thái tử. Vì Chân Kim luôn thích coi trọng vật chất nên dưới ảnh hưởng của cha mình, Thiết Mộc Nhĩ đã không ngừng học tập và làm giàu từ nhỏ, đặc biệt là đối với văn hóa Hán. Khi đó, Marco Polo người Ý cùng cha đến Trung Quốc làm ăn, Thiết Mộc Nhĩ đã tình nguyện làm hướng dẫn viên, cùng Marco Polo đi du lịch Giang Nam để quan sát văn hóa và phong tục của người Hán. Tình cờ, Thiết Mộc Nhĩ gặp Mạnh Lệ Quân và Hoàng Phủ Thiếu Hoa. Sau đó, Thiết Mộc Nhĩ, Mạnh Lệ Quân do Diệp Tuyền đóng, Hoàng Phủ Thiếu Hoa do Lâm Phong đóng và Mã Khả Bột La Marco Polo do Hà Quốc Vinh đóng kết bái huynh đệ, anh làm nhị ca. Thiết Mộc Nhĩ thầm yêu Mạnh Lệ Quân. Ở tập 17, Thiết Mộc Nhĩ kết hôn Khoác Trân do Hoàng Kỵ Ánh đóng và trở thành hậu vi Thái tử Phi. Ở tập 21 khi Thiết Mộc Nhĩ lên ngôi hoàng đế, Khoác Trân trở thành hậu vi hoàng hậu. Chưa xong mà, còn nhiều nơi em cần phải đi. Anh còn nhiều điều muốn nói với em. Bữa cơm cuối của mình còn chưa ăn mà. Anh nói em còn phải vượt qua được. Tuy không quá nổi bật như Xa Thi Mạn và có nhiều phân cảnh phải để bạn diễn đỡ hộ, nhưng nam chính Mã Đức Chung cũng đã hoàn thành bộ phim khá ổn khi anh cũng đảm nhận một lúc 4 nhân vật nặng đô: đầu bếp hiền lành Dư Tứ, thầy giáo tràn đầy lý tưởng cách mạng Lý Cát Tường, người chồng gia trưởng đới lập nhân và anh chàng tài hoa, phong độ Phương Gia An. Không thể phủ nhận Mã Đức Chung trông rất đẹp đôi và ăn ý với Xa Thi Mạn. Và dù vụt mất giải thị đế vào cuối năm một cách đầy tiếc nuối, nhưng Phụng Hoàng Lâu cũng là bộ phim tiêu biểu đáng nhớ của Mã Đức Chung. Hôn nhân của Mã Đức Chung và Trương Tiểu Lan nhiều fan đứng trước sóng gió, tưởng chừng như không thể vượt qua, nhưng đến hiện tại, họ vẫn nắm chặt tay nhau, trở thành đôi vợ chồng bền bỉ nhất showbiz Hoa ngữ. Bỏ qua những tai tiếng không hay, Mã Đức Chung vẫn khiến đông đảo công chúng ghen tị với cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài suốt hơn 2 thập kỷ của anh và vợ Trương Tiểu Lan. Câu chuyện tình yêu bền bỉ của họ đã trở thành giai thoại không ai không biết của làng giải trí Hoa ngữ. Mã Đức Chung và Trương Tiểu Lan quen biết nhau từ khi cả hai còn là học sinh trung học. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, nam diễn viên đã phải lòng cô bạn học nhưng lại nhút nhát không dám thổ lộ lòng mình. Năm 14 tuổi, Mã Đức Chung lấy hết can đảm dụ Trương Tiểu Lan đi xem pháo bông, nhưng suốt cả buổi anh vẫn chưa thể ngỏ lời yêu người đẹp. Sau này ra trường, Mã Đức Chung trở thành cảnh sát. Lúc này, khi đã có công ăn việc làm ổn định, anh mới quyết định theo đuổi tình yêu của đời mình. Có vẻ như Trương Tiểu Lan cũng chỉ đợi ngày này mà gật đầu đồng ý trở thành bạn gái của anh. Hẹn hò được một thời gian thì Trương Tiểu Lan sang Úc du học, cặp đôi đành chấp nhận yêu xa. Thời điểm đó, họ chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại. Cước phí điện thoại vô cùng đắt đỏ đến nỗi Mã Đức Chung phải tiêu hết cả tiền lương tháng của mình để duy trì những cuộc gọi quý báu với người yêu. Vì lẽ đó nên anh phải làm thêm nghề người mẫu để có tiền trang trải sinh hoạt phí. Kết thúc khóa học trở về nước, Trương Tiểu Lan cũng gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu. Cô cùng Mã Đức Chung từng là đôi tiên đồng ngọc nữ, cùng nhau sánh đôi oanh tạc trên sàn két quắc. Năm 1993, Mã Đức Chung và Trương Tiểu Lan chính thức về chung một tổ ấm. Thời điểm đó, đôi trẻ vì tài chính eo hẹp nên họ chỉ có thể tổ chức hôn lễ đơn sơ, thậm chí còn không chụp ảnh cưới. Cùng năm, Mã Đức Chung chuyển hướng dấn thân vào bộ môn nghệ thuật thứ sau khi nhận được lời mời từ nhà đài TVB. Khi ấy, mọi người từ gia đình đến bạn bè thân thiết đều một mực phản đối, duy chỉ có Trương Tiểu Lan là ủng hộ chồng theo đuổi đam mê. Về phía Mã Đức Chung cũng chỉ cần có vậy, nhờ đó mà anh càng thêm quyết tâm phải làm nên chuyện trong lĩnh vực điện ảnh. Về phía Trương Tiểu Lan, trong lúc chồng chăm chỉ đóng phim, cô vẫn tiếp tục theo việc học. Sau khi sinh con đầu lòng, hai mẹ con cô tiếp tục học lên cao, đi đến nhiều đất nước khác để chinh phục những tấm bằng cao học. Năm 2008, Trương Tiểu Lan mới trở lại Hồng Kông. Gia đình 3 người cuối cùng cũng được đoàn tụ sau thời gian dài xa cách. Nổi tiếng là đôi vợ chồng mẫu mực của showbiz Hoa ngữ, nhưng không phải Mã Đức Chung chưa từng phạm lỗi. Trương Tiểu Lan cũng phải là người vợ bao dung lắm mới có thể giữ vững được hôn nhân của hai người. Sở hữu ngoại hình điển trai, tài tử họ Mã nổi tiếng là người đàn ông đào hoa. Anh từng vướng scandal tình ái với bạn diễn nữ, trong đó có Xa Thi Mạn, Quách Thiện Nhi. Năm 2006, Mã Đức Chung lộ ảnh giường chiếu thân mật với cô gái lạ mặt. Được biết, bức ảnh được chụp trong chuyến du hí đến Thái Lan cùng nhau của cặp đôi. Nhiều tin đồn về Mã Đức Chung khiến Trương Tiểu Lan vô cùng đau lòng, gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến tình cảm của đôi vợ chồng. Thế nhưng, Trương Tiểu Lan lại chọn tha thứ, cho Mã Đức Chung một cơ hội quay đầu là bờ. Năm 2011, Mã Đức Chung gặp phải hạn lớn khi vướng vào scandal sàm sỡ nữ đồng nghiệp Trần Gia Hằng, khiến nạn nhân cảm thấy nhục nhã đến mức bật khóc tại họp báo. Vụ việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh người chồng chung thủy của Mã Đức Chung, khiến anh bị dư luận chỉ trích thậm tệ. Ngay sau đó, Mã Đức Chung phải tổ chức họp báo, công khai xin lỗi mọi người và bà xã Trương Tiểu Lan. Một tháng sau đó, Mã Đức Chung vẫn chứng nào tật nấy, nhậu nhẹt đến say bí tỉ rồi thực hiện hành vi sờ soạn hai nữ vũ công ở quán bar. Một lần nữa, anh lại công khai xin lỗi, đến cả công chúng cũng lắc đầu ngán ngẩm với thói trăng hoa của Mã Đức Chung thì thử hỏi Trương Tiểu Lan làm sao đủ bình tĩnh và bao dung để tha thứ cho chồng hết lần này đến lần khác. Ấy vậy mà Trương Tiểu Lan, người phụ nữ ấy vẫn đặt hết niềm tin vào người đàn ông bên cạnh, sát cánh bên anh chống lại cả thế giới. Tấm lòng bao dung, vị tha của Trương Tiểu Lan khiến Mã Đức Chung vô cùng cảm kích. Từ đó, anh quyết tâm cải tà quy chính, quay trở lại làm người chồng, người cha tốt. Trải qua nhiều sóng gió, họ cũng duy trì được hôn nhân bền vững. Năm nay đã bước sang năm thứ, tháng 7 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm ngày cưới và sinh nhật Mã Đức Chung, Trương Tiểu Lan đã chia sẻ bài đăng trên trang cá nhân với lời lẽ rất đổi chân thành và ngọt ngào. Em biết anh từ khi mới chỉ 12 tuổi, chúng ta đã kết hôn 1/4 thế kỷ. Em biết ơn vì luôn có anh ở bên. Cuộc sống luôn là ngày hôm nay tốt đẹp hơn hôm qua. Mừng đám cưới bạc của chúng ta.